xin kính chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 5 tháng 5 2019. Đến với VATV sáng nay có chương trình White House Easter Egg Roll với Lan Phương và Bích Phượng. Để mở đầu, Lan Phương kính mời quý vị theo dõi phần 1 của chương trình White House Easter Egg Roll. Lan Phương xin kính chào quý vị. Thứ hai vừa rồi Lan Phương đi White House Easter Egg Roll 2019 với chị Bích Phượng. Và đây là lần đầu tiên Lan Phương đi. Chị Bích Phượng thì đã đi nhiều lần lắm rồi. Hôm nay đó thì có cơ hội để hỏi chị Bích Phượng questions với information với cái Easter Egg Roll. Dạ, Lan Phương xin kính chào chị Bích Phượng. Chị Phượng chào Lan Phương. Kính thưa quý vị, có một điều Bích Phượng muốn cho khán giả của đài biết được. Lan Phương sanh trưởng ở Mỹ mà em nói tiếng Việt rất là giỏi, và em cũng ráng làm những cái chương trình nói bằng tiếng Việt. Có thể những cái từ mà Lan Phương không biết thì quý vị tha thứ cho, vì Lan Phương sẽ sai. Dạ đúng, dạ cảm ơn. Dạ chị, em thì muốn hỏi đó là chị đã đi White House Easter Egg Roll bao nhiêu lần rồi? Lan Phương biết là chị đã đi hơn 10 lần. Đây là những cái chiến lợi phẩm, kêu là những cái Easter souvenirs mà chị Phượng đã được từ bao nhiêu năm nay qua thời những ông tổng thống. Yeah. Có thể là từ 8 năm của ông tổng thống Obama, rồi 3 năm của ông Donald Trump. Dạ, yeah. Bây giờ em thấy đó là ở đây thì có câu nói Michelle Obama nè, Melania Trump thì làm khác Michelle Obama như sao? Kính thưa quý vị, năm đầu tiên mà ông tổng thống Obama nhậm chức thì bà Michelle Obama, quý vị cũng biết, bà rất là chú tâm về fitness, về thể thao cũng như sức khỏe. Vì thế cái năm đó đầu tiên White House không có được cho những cái kẹo, mà bà Michelle Obama in những cái hình như vậy là phổ biến về tập thể dục. Như em thấy, đây là con chó của ông tổng thống Obama. Obama, dạ. Đặc biệt là khi mà mình bước vào qua khỏi cổng security, khoảng 100 hãng tài trợ, họ cho những nước uống, toàn là nước uống không có đường, yeah. Sugarless. Yeah. Và năm đầu tiên, một cái rất là vui là Home Depot bảo trợ, một trong những công ty bảo trợ lớn nhất cho White House, họ phát cho mọi người những bịch đất và những hạt giống trồng. Như là dưa leo, rau cải, cà rốt. Và đặc biệt Michelle Obama năm đó, bà ta có một cái vườn kêu là Vegetable Garden. Trong đó tất cả những cái sinh hoạt, những cái là toàn là exercise. Các trẻ em thì phải tập hula hoop, dạy nấu ăn mà toàn là healthy. Những cái nhà mà dạy nấu ăn về diet, rồi những người mẹ tập yoga chung với các con. Yeah. Và đặc biệt nữa, có thể là những giới trẻ họ ủng hộ đảng Dân Chủ nhiều hơn, nên có một cái sân khấu toàn là những ca sĩ trẻ mà ủng hộ Democrat, họ về họ hát. Nên chị Phượng biết những năm đó teenager vào rất là đông. Em có để ý đó là kỳ này em thấy đó là chủ yếu là giống như families với young children, nhưng mà đúng kỳ này em không có thấy là giống như có teenagers nhiều. Rồi em thấy là trên cái sân khấu đó là giống như là military. Ông Tổng thống Trump thì ổng chú trọng về cũng như giúp đỡ những gia đình đang trong quân đội. Vì thế toàn là những Marine Band, mỗi một giờ là đều có Army, Navy, Air Force. Và những cái giống như là Coast Guard hay gì đó họ hát ở trong đó. Yeah. Nên không có thu hút được những cái giới trẻ. Thì chị thấy thật sự là về family nhiều hơn, những em bé trẻ nhỏ xíu đi với cha mẹ, chứ không có thấy teenager nhiều. Em thấy giống như người ta bỏ quần áo rất là đẹp lắm, nhưng mà mình cũng ở ngoài cũng lâu lắm chị. Rồi chị thấy giống như bận mấy cái cao gót như vậy nè là như sao? Rồi chị có suggestions khác không cho mấy người giống như first time attendee? Kính thưa quý vị, cái điều mà Bích Phượng đã trải qua mười mấy năm nay đi vào White House thì là mình phải đi bộ, trước nhất xếp hàng ít nhất 3 tiếng đồng hồ. White House một năm á, mỗi cái Easter Egg Hunt là họ cho 30.000 vé. Mỗi một có 5 phiên giờ vào thì mỗi giờ đó là khoảng 6.000 người.
Dạ. Thì xếp hàng ít nhất 3 tiếng đồng hồ mới được vào phía trong. Và đi bộ xếp hàng vòng vòng ít nhất cũng phải 2 mile. Dạ đúng. Dạ. Bích Phượng và cũng như Lan Phương thấy nhiều cô mang giày cao gót rất là cao. Dạ. Mà bị dính, giày cao gót nó bị dính trong cỏ. Tại vì dạ, họ không có nghĩ, có thể mấy người đó ở xa, họ không có nghĩ rằng là họ có thể, họ nghĩ họ vào họ sẽ được gặp tổng thống. Dạ đúng nên rồi. Họ bận đồ rất là đẹp. Dạ. Và đôi gót của họ cứ bị dính trong cỏ nên tụi này cứ ngó mà cười hoài. Dạ đúng. Khi em cũng đăng lên mấy hình trên Facebook là em đi đó, em có nhiều người cũng message em, nhắn tin hỏi là Aria, Lan Phương, em làm sao mà được đi, rồi giá đó thấy rất là giống như exclusive, khó lấy lắm. Bạn làm sao mà giống như kiếm được mấy giá này, rồi làm sao mà mình ký cho năm tới. Kính thưa quý vị, hàng năm trước 2 tháng vào lễ Easter, White House có một cái trang, có thể vào www.whitehouse.org và tìm chữ Easter Egg White House thì họ sẽ cho mình biết cái thời gian chỉ có một tuần để mình được ghi danh. Dạ. Yeah. Sổ số. Và khi mà sổ số đó họ cho mình một gia đình là được ghi danh 5 cái giờ khác nhau, từ 2 vé, 4 vé, 6 vé. Dạ. Yeah. Cái cơ hội mà trúng nhiều nhất là 2 vé với 4 vé. À. Và cái giờ mà, kính thưa quý vị, cái giờ 10 giờ rưỡi là cái giờ hầu như ông tổng thống cũng như đệ nhất phu nhân, dạ, đúng, ra để đọc sách, đọc truyện cho mọi người. Nên cái giờ đó rất là khó trúng. Dạ. Nếu mà cái giờ sớm hay cái giờ, hai cái giờ trễ nhất là 2 giờ rưỡi hay 4 giờ rưỡi thì cái cơ hội trúng nó rất nhiều hơn. Dạ. Và kính thưa quý vị, một điều mà Bích Phượng khuyên các cha mẹ trẻ có thể họ chú tâm về chính trị nhiều hơn là họ nói khi mà biết Bích Phượng được vé vào White House, họ hỏi rằng là khi nào mà thời ông tổng thống này xuống nhiệm kỳ á, tới thời Democrat thì chị có thể cho em vé vào. Nếu mà mình nghĩ tới mình vào để cho con mình có những cái kỷ niệm đẹp sau này để nó biết cái Easter Egg White House như thế nào á, thì mình nên bỏ qua những cái về chính trị. Tại vì như con Bích Phượng bây giờ nó đã 15 tuổi rồi, nó lớn rồi, nó không có muốn đi nữa. Thì nếu mà ông tổng thống nhiệm kỳ đó 8 năm, lúc đó con mình nó lớn có thể nó không muốn vào. Và còn những người mà nghĩ đến là không thích ông tổng thống đó vào sẽ gặp ông đó, kính thưa quý vị, cái cơ hội gặp tổng thống rất là khó. Dạ, dạ vâng. Nên những cái kỷ niệm các em vào để mà có thể lăn cái trứng bằng gỗ, bằng cái cây muỗng đó, bằng gỗ đó, rất là dễ thương và rất là nhiều cái trò chơi khác mà trong vòng 2 tiếng mình không có đi hết được. Đúng rồi, dạ. Chị Phượng đố Lan Phương biết bao nhiêu ngàn cái trứng nhuộm màu và những cái trứng mà họ luộc cho mình ăn, nhớ không? Dạ. Hàng năm, Lan Phương có biết bao nhiêu ngàn trứng không? Coi đây, em đoán chắc cũng hơn 10.000 trứng đi, dạ. Không phải, Lan Phương có biết là 74.000 trứng hàng năm American Egg Farmers bảo trợ cho White House. Ôi trời ơi. Đó là những cái trứng mà Lan Phương nhớ màu, nó nhuộm màu mà chắc em lăn ở trên cỏ. Dạ dạ em biết. Rồi những cái trứng mà Lan Phương họ bưng từng mâm tới đúng, Lan đúng. Phương ăn trứng luộc không? Dạ dạ. Rồi những cái trứng mà các em đằng kia nó trứng màu trắng rồi các em nhuộm vô màu rồi các em color. Dạ dạ. Rồi những cái trứng mà lượm ở trên những cái bãi cỏ cho những em trẻ khác nữa. Ôi trời ơi, cái 74.000 luôn á, trời nhiều thiệt luôn á. 100 công ty tài trợ và có hơn 400 thiện nguyện viên volunteer. Lan Phương nhớ mấy cái người mà bận. Đúng, rất là dễ thương. Em thấy họ cũng đi vòng vòng, họ cũng cho mình mấy cái bracelets rồi mấy cái gì mình đeo trên đầu của mình, rất là dễ thương luôn. Dạ dạ đúng rồi, mấy cái này nè, gọi là cái egg Easter headband nè, rất là dễ thương. Em thấy họ rất là helpful luôn, giống như họ đó. Giống như họ chụp hình cho mình. Dạ đúng rồi, rất là vui vẻ, giống như mình không có cần rượt theo mấy strangers, mấy attendees sẽ hỏi oh, can you please take a picture of me. Đã có sẵn, mấy volunteers đã sẵn trong mấy cái stations vui lòng để chụp hình cho các bạn. Thưa quý vị, chương trình VATV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.